thời trung đại không phải ai cũng được học chữ. Mà để tiếp cận những cái văn bản, văn thơ, chữ nghĩa, thư tịch á, thì phải biết chữ. Mà cái việc học chữ thời trung đại không đơn giản. Một người mà muốn uyên thâm được chữ nghĩa đó, có lẽ chắc cũng phải rất nhiều năm. Tới tóc bạc luôn. Chưa kể đến rất nhiều tiền. Dạ đúng rồi. Thành ra là cái việc mà đem những cái tư tưởng mình đưa vào trong các kịch bản á, nó có giá trị là nó có thể tuyên truyền được số đông người và nhiều người có thể thưởng thức nó, hiểu được nó nhanh hơn là việc đọc chữ. Thành ra là nó là cái công cụ của tập đoàn quân sự của nhà Nguyễn cũng như là triều Nguyễn sử dụng nó, cho nên nó phát tiết rất là rộng rãi, rất là sơn tụ. Lúc bấy giờ là trong giới mà đạt quan quý nhân của triều Nguyễn á, hầu như là ai cũng có nuôi một cái đội tuồng ở nhà, ở trong gia đình của mình, để làm cái phương tiện giải trí nhưng đồng thời cũng là phương tiện để củng cố cái tuyên truyền cho quyền lực. Dạ đúng rồi. Tuy nhiên là chúng ta phải nhớ tới một cái chuyện là trong cái hàng ngũ của những người giai cấp thống trị á, thì thời nhà Nguyễn chúng ta có một nhân vật là ông Tảo Quân Lê Văn Duyệt. Tảo Quân Lê Văn Duyệt là cái người mà mê hát bội. Đúng. Ông rất mê hát bội và ông đem hát bội vào phổ biến ở trong khu vực thành gia đình. Nhờ đó hát bội phát triển rất là rộng rãi ở gia đình. Nhưng mà sau khi ông mất thì do cái vụ án của ông á, cho nên là các con hát mà ông nuôi, cái ban hát ông nuôi á, cũng không thể tồn tại và phải tản mát vào trong dân gian. Và thành ra đó là giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 á, khi mà chúng ta bị thực dân Pháp xâm lược, thì thực dân Pháp cho rằng là nghệ thuật hát bội nó thể hiện được cái quốc hồn quốc túy của con người Việt. Và thành ra là từ năm 1889, thực dân Pháp đã cho phép là cái nghệ thuật hát bội được đi biểu diễn ở Paris để xem nó là một cái biểu diễn, là một cái biểu tượng của văn hóa của Việt Nam chúng ta. Và nghệ sĩ Nhân Đinh Mộng Phi á, ông cho rằng là giai đoạn từ năm 1880 đến năm 1930 á, là cái giai đoạn mà nghệ thuật hát bội phát triển rực rỡ. Ở khắp Nam Kỳ, ở chỗ nào cũng có rạp. Và thậm chí là ngày xưa hát bội là hát đình, hát chợ, hát giàng. Nhưng mà sau này được đưa vào trong rạp, giống như là sân khấu phương Tây. Có những cái nhân vật có đóng góp vào chuyện đó, ví dụ như ông Lương Khắc Ninh, hoặc là một số những cái bầu chủ nổi tiếng như là bà Hộ Lê Thị Thiện, vân vân, nhiều, rất là nhiều. Và thành ra giai đoạn đó được xem là thời kỳ rất là hoàng kim, rất là rực rỡ. Nghệ sĩ hát bội giống như là những ông hoàng bà chúa. Xin hỏi một câu, hát bội là nghệ thuật sân khấu đầu tiên của Việt Nam không? Nhờ giới nghiên cứu á, họ cho rằng là chèo có trước hơn. Thế à? Chèo là bắt đầu hung thúc từ thế kỷ thứ 10 rồi. Cho nên là nó cũng là thứ nhất thứ nhì thôi. Tức là ông hát bội là ra đời thứ nhất thứ nhì. Một trong những loại hình sân khấu truyền thống đầu tiên của Việt Nam. Nghĩa là một trong những thôi. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là chắc, không xác quyết đó là đầu tiên. Dạ đúng. Các cái tài liệu nghiên cứu á, thì thật ra người ta xác quyết là cái việc mà có văn bản giấy tờ á, nó đã được công nhận cái nghệ thuật hát bội nó đã ra đời từ thế kỷ 18. Và cái sự hung đúc trước đó là dựa trên cái lập luận, dẫn chứng cũng như là cái kết quả nghiên cứu điền giả của giáo sư Hoàng Châu Ký. Ông cho rằng á, là nghệ thuật hát bội nếu mà nó đã phát triển mạnh mẽ và rực rỡ thế kỷ 18 rồi á, thì nó phải có trước đó ít nhất là 100-200 năm. Nghĩa là đấy là một cái suy luận thôi. Dạ đúng. Cái hát bội của chúng ta là có 300 năm đến 350 năm, mà đấy là một cái suy luận. Tất nhiên đấy là một cái suy luận mà tôi nghĩ là rất là khoa học. Dạ. Nhưng mà rất là tiếc là chúng ta không giữ lại được những cái văn bản, cũng dạ, những đúng. Cái bằng chứng được ghi. Bởi vì nó gọi là văn hiến mà, thì là phải có là được ghi bằng văn bản. Chúng ta chưa có được cái đó vào. Ông cho rằng cái thể văn của các cái văn bản của hát bội á, nó gần với lại thể văn hát nói ca trù. Mà ca trù thì gốc của nó ở Thanh Hóa. Thứ hai là cái biểu hiện mà vẻ mặt của hát bội á, ông cho rằng nó có thể có gốc gác từ một loại hình diễn xướng dân gian ở khu vực Thanh Hóa, đó chính là cái trò xung phả. Tất nhiên trò xung phả thì chỉ sử dụng cái mặt nạ gỗ, nhưng nghệ thuật hát bội thì nó vẽ trực tiếp trên mặt. Chứ nhưng mà nó có thể được xem là một cái dấu vết nào đó của quá trình mà diễn tiến văn hóa. Thứ ba là ông dựa vào cái sự xuất hiện của một nhân vật tên là Đào Duy Từ. Ông Đào Duy Từ này được giới sân khấu tôn làm vị tiền hiền, tiền hiền thôi chứ chưa dám kêu là tổ. Vị tiền hiền có công đóng góp vào nghệ thuật hát bội. Và ông Đào Duy Từ thì gốc của ông cũng là con trong gia đình diễn xướng ở khu vực Thanh Hóa.
tương truyền là ông là người biên soạn những cái kịch bản cổ xưa của kịch bản hát bội. Cái nhân tố thứ tư là trong cái phương ngữ của vùng Thanh Nghệ còn lưu lại trong các kịch bản của hát bội rất nhiều, ví dụ như là mô ri răng rứa, những cái từ mà phương ngữ của vùng Thanh Nghệ nó vẫn còn lưu trong hát bội, và ngay cả người miền Bắc hay là người miền Nam đôi khi vẫn đọc những kịch bản dựa trên những cái cách phát âm như vậy. Với tư cách là một người có nghiên cứu về hát bội lâu năm và rất là yêu thích nó, thì bây giờ tôi muốn nhờ bạn giải thích một chút về cái cách xem hát bội. Bởi vì đa số bạn trẻ hôm nay á, ví dụ họ xem phim họ dễ hiểu, họ xem kịch họ dễ hiểu, cải lương họ cũng hiểu. Nhưng mà hát bội thì vì cái tính biểu tượng của nó mạnh quá, thành ra rằng là rất nhiều người, các bạn trẻ nói thật lòng, đầu tiên là họ không hiểu cái đã. Thật ra đây là vấn đề không phải của một người mà chắc là của cả một thế hệ. Cái khó khăn á, là do nghệ thuật hát bội nó sinh thành trong cái giai đoạn là thời kỳ Trung Đại. Cho nên nó chịu sự chi phối rất là mạnh mẽ của cái tư duy thẩm mỹ thời Trung Đại. Mà không riêng gì hát bội, bản thân em bên cạnh cái việc nghiên cứu là cái công việc chính của em là công việc đi dạy. Khi mà dạy học sinh mà các bạn thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận với tác phẩm Trung Đại ở chỗ là nó có tính tượng trưng, có tính ước lệ cao và thành ra các bạn khó tiếp nhận, khó cảm thụ, bởi vì các bạn sinh ra và lớn lên trong bối cảnh hiện đại và thành ra nó khó ở điều đó. Tuy nhiên trong cái hành trình mà nghiên cứu của em á, em luôn mong muốn rằng làm một cái chuyện là mình sẽ đào tạo, tức là trong ngoặc kép, đào tạo ra những khán giả biết coi hát bội. Bởi vì thật ra hát bội không phải là cứ đi xem giống như đi xem kịch là hiểu, mà phải có một nền tảng nhất định, những kiến thức liên quan tới nó. Mặc dù là vũ đạo của hát bội cũng như là cải lương tuồng cổ á, lúc nào nó cũng sẽ từ cuộc sống mà ra. Ví dụ như là những hành động đời thường của chúng ta, chúng ta sẽ chắt lọc nó và chúng ta sẽ thêm vào đó những cái bộ lọc văn hóa riêng của loại hình. Những bộ lọc văn hóa đó là gì? Vũ đạo thì nó cần phải có sự cân đối, hài hòa, điều bình và có sự liên kết lẫn nhau. Đó là một cái thị hiếu thẩm mỹ của thời Trung Đại. Trung Đại là cái gì mà nó điều bình, nó cân đối, nó hài hòa là nó đẹp. Ví dụ như thời đi học chúng ta hay đọc đi đọc lại cái đoạn mà miêu tả Thúy Vân Thúy Kiều á, Vân xem trang trọng khác vời, nhưng mà cô Thúy Kiều là kiều càng sắc sảo mặn mà, là cái cuộc đời của cô ta trong tranh liền. Cho nên cái gì mà nó cân đối hài hòa theo cái con người Trung Đại á, là nó đẹp. Cho nên là vũ đạo nó cũng có sự cân đối âm dương hài hòa. Đối với những cái nghệ nhân xưa, họ đúc kết cái việc mà sử dụng các vũ đạo là theo cái luật tứ tương. Tứ tương ở đây tức là tả hữu tương ứng, tức là bên trái bên phải phải có sự liên kết nối với nhau. Nội ngoại tương quan, tức là trong và ngoài thì phải có sự liên kết. Thượng hạ tương phù, tức là nó phải phù hợp với nhau, bên trên bên dưới. Và phì xấu tương chế, tức là cái mập và cái ốm chúng ta hiểu rộng ra, tức là cái chỗ khuyết và cái chỗ thừa nó phải khớp với nhau, nó phải ràng buộc lẫn nhau. Và mỗi cái động tác vũ đạo hát bội á, luôn luôn có sự liên kết, kết nối những yếu tố đó, có sự kết nối âm dương. Mọi người mà quan sát cái vũ đạo của hát bội á, vũ đạo tay thì lúc nào cũng sẽ có tay ngửa, tay sắp, cứ ngửa sắp các động tác. Chân cũng vậy, khi mà di chuyển á, lúc là chân này co thì chân kia phải duỗi thẳng, ví dụ có tính âm dương như vậy. Và các cái sự chuyển động lúc nào cũng có sự giao hòa. Ví dụ như một cái động tác chỉ của hát bội thì ban đầu là chuyển động hình cong, nhưng sau đó chuyển động hình thẳng, tức là có cong có thẳng. Ban đầu là cái sự nhẹ nhàng của động tác cái tay, nhưng mà tới đây thì bắt đầu búng cái tay ra, tức là có sự chậm và nhanh giao hòa trong đó. Cho nên là đối với một cái người diễn viên hát bội á, họ muốn trau dồi cái vũ đạo á, là vô cùng khó khăn. Và cái thời gian mà một nghệ sĩ hát bội học kỹ thuật biểu hiện về vũ đạo á, vô cùng lâu. Nó không có đơn giản giống như là việc chúng ta học kịch nói hay là học cải lương xã hội. Cái khó khăn á, là do nghệ thuật hát bội nó sinh thành trong cái giai đoạn là thời kỳ Trung Đại. Cho nên nó chịu sự chi phối rất là mạnh mẽ của cái tư duy thẩm mỹ thời Trung Đại. Mà không riêng gì hát bội, bản thân em bên cạnh cái việc nghiên cứu là cái công việc chính của em là công việc đi dạy. Khi mà dạy học sinh mà các bạn thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận với tác phẩm Trung Đại ở chỗ là nó có tính tượng trưng, có tính ước lệ cao và thành ra các bạn khó tiếp nhận, khó cảm thụ, bởi vì các bạn sinh ra và lớn lên trong bối cảnh hiện đại và thành ra nó khó ở điều đó. Tuy nhiên trong cái hành trình mà nghiên cứu của em á, em luôn mong muốn rằng làm một cái chuyện là mình sẽ đào tạo, tức là trong ngoặc kép, đào tạo ra những khán giả biết coi hát bội.